Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay, thứ 6 ngày 18 tháng 2, em chia sẻ anh em là 31 sản phẩm, bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật và Thụy Sĩ. Kênh Đức Đồng Hồ Vintage Watch phát sóng vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 vào mỗi tuần vào lúc 7 rưỡi. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất. Em lên con đồ số 1. Con này là Victoria anh em, Victoria Automatic. Con này thì kính có trầy nhẹ anh em nghe. Em đánh lại kính cho anh em, cái niềng trên cũng có trầy. Đó, nó xước xung quanh như vậy, niềng này niềng xoay. Dòng này thì chạy máy Miyota của Nhật, dòng máy của hãng Citizen anh em. Con này dây đúc thép đề mi 1,3 triệu, hình thức còn khá ok anh em. Dòng này thì nút cổ chai anh em nghe, búng ra khi anh em rút một nắp thì chỉnh chỉnh ngày này, đó một nắp là chỉnh giờ. Con này là dòng này là full dạ quang. Dạ quang rất sáng anh em, mặt màu xanh nước biển đậm, cái niềng cũng vậy, dây đề mi con này đã bị tụt ở đây anh em, bị tụt còn chưa gắn vào, dây tầm khoảng 17 năm đổ lại. Và ở trong này còn một cái mắt nữa anh em, cái này là cái nới ra anh em. Đó, dây nó bị cái mắt nó nằm nằm bị tụt ra ngoài đây. Victoria size lớn lên em, size tầm khoảng 38, size 38. Đo cái niềng không thì tầm đúng là 38 anh em. Số 1 con này 1,3 triệu. Sử dụng bộ máy này, bộ máy Nhật 21 chân kính Miyota, máy đang chạy chuẩn giờ anh em nghe, tích code lâu và máy này có hộ được có tay. Số 2, một con Savagino, con này cũng Italy anh em. Số 2 1,4 triệu, con này thì nước thép đề mi, có logo một cái vương miện. Nắp đáy sau là nó cũng kiểu mở tương tự của Rolex anh em. Đó, Italy Savagino, niềng xoay, mặt cát rất đẹp. Cũng là bản automatic có hỗ trợ có tay. Chạy máy Miyota, anh em cứ lấy dây bình thường rút một đắc nữa thì anh em chỉnh được ngày này. Con này thì cái mặt số với lại kính còn đẹp lắm, niềng khí còn đẹp. Bản này bản nó làm gần giống như bản của Rolex đề mi á. Nắp thứ ba thì nó sẽ là nắp chỉnh giờ anh em nghe. Rồi, đóng nút cổ chai lại. Con này thì size nó tầm khoảng
36 này, 35,8 gần 36. Điểm đo cái dây luôn. Dây còn tầm khoảng 17 đổ lại nên nghe. Đây 16 năm này. Cũng tầm khoảng 16, 16 16 năm đến 17 đổ lại thôi, không nhiều hơn được nữa. Savatino. Dây này mi khá đẹp nha, này dây đúc. Cũng chạy dòng máy Miyota. Tương tự số 1 anh em. Giống hệt như vậy luôn. Mặt số rất đẹp. Con này anh em mang về đi làm nè, hết sảy. Số 2 1,4 triệu. Số 3, một con đồng hồ Watch Time Automatic. Con này thì 39 nhân kính, dòng Nijoker, một dòng rất nổi tiếng của Watch Time. Đây là một dòng có mặt số đẹp nhất của Watch Time, theo em là như vậy. Chạy tới 5 dòng chữ Watch Time Automatic 39G Nijoker. Có còn tới 6 dòng chữ thì nó sẽ đóng thêm chữ Deluxe anh em nghe. Con này kính ring có lớp ở trên, kính có trầy nhẹ anh em, có trầy nhẹ. Em sẽ đánh lại cho nó bóng lên và gửi cho anh em nghe. Nước vàng còn đẹp, nắp đáy đây, con này nó đáy vặn, có logo bê kép đó, chân càng là kiểu như vậy, núm ring luôn, có chữ bê kép luôn, rất đẹp. Đặc biệt con này là mặt sớ lụa ngang dọc anh em, ngang dọc như vậy đó. Anh em cố gắng nhìn rõ nghe, tại vì trên cái video thì em thấy rất là rõ, nhưng mà không biết là khi anh em xem qua điện thoại có rõ hay không. Sớ ngang dọc như vậy nè, mặt không có dấu vết nha, mặt còn đẹp, kính có trài. Em đánh lại cho kính, kính Mica Automatic. Sử dụng bộ máy này tuyệt vời luôn, bộ máy vàng hồng Watch Time 39 nhân kính, thằng tài nhỏ, chạy ba lăng gai, lên dây rất êm. Những dòng này nó đóng cái chữ Watch Time, nó không khác chỉ đóng Omega em, rất nhiều dòng chữ. Nắp đáy anh em, máy còn rất mới luôn, gần như là chưa đụng chạm gì, đang chạy ổn định. Con này size của nó là size 30, tầm khoảng 35 năm anh em nghe, tầm khoảng 35 năm. Vừa đẹp luôn. Nước vàng còn đẹp. Chung nước vàng con này còn mướt lắm. Watch Time Automatic, nếu mà con Watch Time 6 dòng chữ sẽ nó có chữ, hình như là nó sẽ có chữ Deluxe dưới chữ Automatic hoặc là trên chữ Automatic này nè. Dây khóa linh kiện con này số 3, 4,1 triệu. Số 4, một con Omega Automatic. Con này thì nó chạy dòng máy 4 số anh em nghe. Máy 4 số vàng hồng. Cái nước vàng còn đẹp còn nguyên cái sớ ở trên anh em. Những dòng này thì chạy dòng máy 28.800 dao động và có hỗ trợ lịch nhanh. Em nên rút ra một nấc thì chỉnh lịch, rút nấc thì chỉnh giờ. Đơn giản vậy thôi. Nắp đáy đây, tất cả nguyên ring. Thậm chí cái vàng đang lên mở trào một số chỗ. Dây khóa linh kiện, khóa này khóa Omega linh kiện anh em nghe. Dây còn đẹp lắm. Dây này là dây dây bò máy thủ công. Dòng này thì anh em sẽ đo theo phân vuông nha.
32. 32 thì nếu mà anh em suy ra sẽ tròn tầm khoảng 30 từ 5 đến 35 tầm khoảng đó nè. 31 thì nó sẽ 34. Lên tay rất đẹp nè, rất vừa vặn. Số 4 con này 4 triệu 6. Sử dụng bộ máy này, bộ máy Omega Watt Switch ở đây, còn rất là mới, chạy 27 chân kính. Máy vàng hồng, búa có sơn nhạy góc này nè, búa có sơn nhạy góc này thôi, còn tất cả còn ok. Chạy chuẩn chuẩn giờ luôn, tích cốt lâu. Con này đóng là lắc kê 20 micron. Cái vỏ này nó lắc kê vàng 20 gram nha, lắc kê là một dạng bọc vàng. Con này số 4, 4 triệu 6 anh em. Số 5, một con Seiko LM. Dòng này là dòng Lucky anh em nha, Lucky vàng 23 chân kính. Chạy máy 5606, góc này nó đóng chữ 5606 này. Kính này là kính Mica. Nắp đáy đây, con này cái vỏ còn rất đẹp. Hai bên này nó bị sờn mã nhẹ nè. Dòng này thì nó đóng hai chữ trên dưới là chữ tiếng Nhật thì cũng biết là nó đóng nội dung gì. Mặt số thì không có dấu vết luôn. Đó, lên tay khá ok nè nè. Tất nhiên sẽ có dấu vết thời gian về cái nước vàng. Nhưng mà nhìn chung là còn ổn, không bị trầy xước nặng. Size tầm 37 nè. 36, size này 36 thôi. Không tính đúng. Giờ khóa linh kiện. Máy 5606 thì em những cái video trước thì em có mở lên rất nhiều anh em. Không cần cái dồn cái máy lại nữa, tại vì nó quá phổ biến rồi. Chạy chuẩn giờ, có hai lịch. Tất cả đều lịch nhanh hết. Khi xe lịch LM thì anh em xe lịch nó kim giờ nằm ở góc này anh em nha. Từ khoảng 3 giờ tới 9 giờ đừng có xe lịch góc này. Góc này thì nó dễ bị hư lịch lắm. Con này số 5 1 triệu 3. Rất vừa tay và đẹp. Số 6, con này 1 triệu rưỡi, một con bên rút. Bên rút này người ta là bên rút lá cờ anh em nghe. Cái nấm này nó tương đối nhỏ, nhưng mà nấm riêng, em sẽ giữ lại nấm này cho anh em. Lên cốt tay. Dòng này rất cổ anh em, là cổ xưa rồi. Mặt có lên dầu theo thời gian, nhìn chung còn ổn. Kính Mica riêng ôm theo cái máy này. Con này size cũng rất mỏng, do kính nó lầu này thôi, chứ còn nếu mà đo từ mặt số là xuống thì nó cũng tầm khoảng 6 đến 7 ly thôi anh em. Càng cũng rất hay, con này càng nhiều càng quái. Đó, nó càng nó kiểu nó nhô ra chứ không phải nó bị gọn vào anh em. Đây, nó đóng là 20 gram. Ở dưới này nó cũng bị trầy xước nhẹ. Con này em siêu tầm đồ cổ là hết chỗ luôn, hết chỗ chê. Em khóa linh kiện. Cái khóa này khóa inox anh em nha. Em sẽ thay khóa vàng cho anh em. Size vuông của nó thì nó sẽ tầm khoảng 31 vuông. 31 vuông thì nó nhỏ hơn con Omega chút xíu. Tầm khoảng 34 tròn. Cái cặp mũi tay rất hay em. Cặp này mũi tay rất là hay. Yên chìm xuống chứ không phải là nổi lên em. Bên rút 3 lá cờ, người ta bên rút 3 lá cờ đây. Để mở máy, con này bộ máy rất đẹp.
sử dụng bộ máy này nè, bộ máy bên rút vàng hồng còn rất mới, bên rút watt 17 chân kính nè, model của nó là AM13 ở góc này nè, AM hay AN vậy đó, chữ nhỏ quá anh em về đọc nha. Nắp đáy cũng còn rất nguyên si luôn. Bên rút thường cái máy của nó là máy vàng hồng nè, cốt tay bọc vàng gì, cốt tay hay là auto gì cũng là máy vàng hồng. Số 6 1,5 triệu. Số 7, con này là con Seiko Atus mặt màu xám. Những dòng này thì nó sẽ hỗ trợ lực bơm anh em nghe. Con này thì ngược lại nó sẽ là bơm thứ, còn ngày thì nó chắc là 24 giờ. Để kiểm tra thôi. À, ngày của nó cũng nhanh luôn em. Thứ bơm còn ngày cũng nhanh luôn. Đó, thứ tiếng Nhật luôn. À, và tiếng Anh nữa. Hai mốt chân kính, nước thép còn đẹp, kính thủy tinh, nắp đáy đây, con này chạy máy 7019, máy 7019 cho anh em nghe, còn mới và lên tay, khá là đẹp, chuẩn đồ cổ anh em. Những dòng này là có thể nói là những dòng đồng hồ chạy khá là bền bỉ, size 36,6, không tính núm, núm dấu góc 4 giờ. Những dòng núm giống này nó sẽ là không có hỗ trợ có tay em nghe, tại vì nó thực sự nó cũng không cần thiết nữa. Anh em cứ về đeo thì là nó lên vô có rất là nhanh, nó không cần thiết phải hỗ trợ có tay. 21 chân kính, 7019 đóng góc này anh em, 7019. Số 7, con này 1,1 triệu. Cái mặt số nó lên vào khá đẹp nè, kiểu nó lên hơi nhạt nhạt nhạt. Màu này là màu màu xám xám nghe anh em nghe, màu xám xám nhạt. 1,1 triệu. Số 8, một con Etic Namatic. Lâu lắm rồi mới sưu tầm được một con Etic Namatic anh em. Dòng này nó bây giờ hiện tại nó rất đắt đỏ. Và đồ cổ của nó thì càng đắt hơn nữa. Etic Namatic thì đồ vintage sẽ đắt hơn cái đồ đời mới rất nhiều anh em nghe. Nếu mà tính theo cái theo tính thời đại thì nó mắc hơn rất nhiều, giá khóa linh kiện. Cái nắp đáy của nó thì em thấy ở Việt Nam mình thích hay có nắp đáy kiểu như vậy, nó hơi như bánh ú lên em. Không biết anh em có để ý không, cái dòng này nó hay như vậy, đặc biệt núm ring luôn. Hiện tại cái núm Việt Nam mình thích là núm rất khó kiếm, có 5 cái chấm anh em. Đây này, 5 cái chấm góc này. Tương tự với lại cái logo này. Con này chạy máy 1000 của Etec Namatic. Dòng này hình như có máy 1000, 2000, 3000 nữa nè. Mặt có lên dầu nhẹ, rất nhẹ góc này nè. Đó, hơi màu xanh xanh thôi. Rất là hay. Hình thức cũng khá đẹp. Sử dụng bộ máy này anh em, tuyệt vời luôn. Etic Namatic thì dòng máy nào cũng đẹp. Máy này nó sẽ là máy búa, búa có kẻ sớ anh em nghe, sớ như vậy này. Đó, nó hướng như vậy, đó hướng từ phải qua trái, hướng hơi xéo 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 như vậy. Còn những dòng thì búa nó sẽ là búa bóng loáng luôn. Con này là búa sớ như vậy. Máy đang chạy chuẩn, có hỗ trợ có tay. Dòng này thì nó đóng chữ Etic Namatic to góc đây. Đó. Rất đẹp anh em. Máy đang chạy chuẩn giờ. Nắp đáy cũng vậy. Đóng chữ Etic Namatic Watt 140T.
Con này thì size của nó là size 35 anh em. Gần 35, 34,93, khá là vừa vặn. Số 8 con này 3 triệu 2, dây khối linh kiện, dây này màu nâu đất anh em nghe. Dây da lộn. Rất cổ luôn. Chân càng này với lại cái cọc số nó đính đá đen hoặc là sơn đen, nhìn rất giống Omega. Số 9, 1,4 triệu, con này là một con Seiko Skyner anh em, Skyner. Con này thì dây cũng màu nâu đất mà nhạt hơn xíu, cũng là dây da lộn. Đặc biệt cái dòng này nó một trải tia rất đẹp anh em. Anh em để ý cái dây, cái mặt số nó trải tia này, đó, cực đẹp luôn. Có len dầu rất nhẹ, 21 chân kính. Đây là một dòng rất mỏng của Seiko, một trong những dòng mỏng nhất. Máy có hột, máy này máy có tay. Anh em nhớ là cái nó trải tia đủ màu nha, và nó có những cái vân vòng tròn đồng tâm. Nói chung là khi anh em đem về mới thấy thôi, chứ còn cầm lên tay quay video thì anh em chỉ thấy một phần nào đó thôi, không có rõ lắm. Nó cũng đóng Skyner phía sau lắp đáy full inox, tất cả nguyên ring, núm ring. Để mở máy con này. Sử dụng bộ máy này anh em, bộ máy Seiko 21 chân kính. Lên dây rất là êm. Máy đang chạy chuẩn giờ anh em nghe. Full thép inox. Máy mới soi gương luôn. Có những dấu vết nhẹ nhẹ ở đây anh em. Con này size rất ổn. Anh em thấy lên tay không? Đơn giản như con đồng hồ Nhật mà lên tay rất đẹp anh em. Con này size của nó là size 36. 36 36 anh em nghe, 36 đúng luôn. Số 9 1,4 triệu. Mặt số trải tia cực đẹp luôn, đủ màu hết anh em. Số 10, một con Tiara. Cái logo hình như là một cái logo vương miện anh em nghe. Con này thì cũng lâu đời rồi, nó đóng chữ là Royal Dutch of Switzerland. Automatic, con này đặc biệt là automatic anh em, cọc số kiểu như cọc số mưa rơi. Mặt có len dầu nhẹ. Đây mặt có len dầu ở góc này anh em. Cọc số thì nó kiểu hình chữ nhật, nó có một cái sơn đen ở giữa, hai lịch. Con này hai lịch anh em, thứ lịch ngày đều là 24 giờ hết, có hỗ trợ lịch 9-12. Dòng này dòng vuông anh em, phong vuông, vuông đúng hình vuông luôn á. Xoay ngang của nó là tầm khoảng 30 anh em. Kiểm tra lại thử xoay ngang bao nhiêu. Tầm gần 30, 29,7 30 vuông thì nó tầm khoảng 33 đến 335 tròn anh em nghe. Đó, lên tay là như vậy, dây khóa linh kiện. Hai lịch. Lắp đáy cũng đóng chữ Inget Lock Swiss Made rồi Automatic. Con này thì nắm chữ dây anh em. Không biết là phải núm, em nghĩ là con này núm là núm linh kiện anh em nghe, núm của Souvenir, chữ J nó rất giống chữ Souvenir. Để mở máy.
bộ máy này anh em, con này mở máy phải mở hết luôn. Tiara 25 chân kính switch, chữ Tiara chữ 25 rất là to, máy cùng mở cứng anh em. Máy này chắc là máy đây anh em, đóng với cái chữ, đóng với cái ba lăng này anh em, mở đi về mở đi coi nha. Tiara 25 chân kính. Con này số 10 1,6 triệu, dây khóa linh kiện anh em nghe. Phong vung mặt số khá đẹp. Số 11 một con LM nữa anh em. LM mặt màu mặt màu xanh. Xanh kiểu như xanh da trời mà nhạt nhạt anh em nghe. Mặt màu này khó tả quá. 25G. Con này cũng chạy máy dòng máy 5606. Nhưng mà máy 25 chân kính anh em. Không phải 23. Size ngang của nó là size 36,2, không tính đấm. Cũng là hai lịch nhanh. Như khóa linh kiện. Lên tay cũng khá hay anh em. Mặt số màu xanh. Con này số 11 1,3 triệu. Dòng này nắp đúc anh em nghe. Nắp này nắp đúc. Con này con Engine. Dòng này dòng tăng em, dòng xe tăng á. Nhưng mà cái con này là cái dây tay của nó là gần 20, cái đầu này 20, thành ra là em chưa có dây. Con số 13 cũng vậy, tương tự. Em chưa đặt dây kịp anh em. Nếu anh em đặt dây á thì anh em sẽ đặt dây đây là gần 20, còn đầu kia nó sẽ là về 16 hoặc là 20 về luôn 14 luôn. Là mới đẹp anh em nghe, chứ còn nếu đặt dây 20 20 thì nó to. Nó hình chữ nhật thì nó 6, thường dây bên tết của nó là nó sẽ là 20 16 hoặc là 20 14 cũng được. Xe ngang là 25. Đó, cái kiểu như vậy là kiểu của đồng hồ Cartier đó nè. Đúng rồi, Cartier thì nó tầm 26 25 thôi. Thắng bằng như vậy. Lên cốt tay, engine. Máy của Thụy Sĩ. Mặt số màu màu cong rất đẹp này, bóng loáng luôn. Nút lắc kê vàng cũng còn khá đẹp. Đó. Đây, nút lắc kê vàng còn khá đẹp. Để mở máy, con này chạy máy nhỏ. Đây, sử dụng bộ máy này anh em. Bộ máy Engine 17 chân kính là dòng máy nhỏ. Chuẩn Thụy Sĩ anh em nghe. Switch mát đầy đủ hết. Nắp đáy cũng đóng Engine này. Góc này nó có một cái logo. Em dán cái tờ giấy dán giá vô là thành ra mất cái logo. Không thấy logo được. Hai con này là cái size càng nó lớn mà nó không có cỡ để mua nè, phải đặt chứ không có mua cái dây được. Mà nếu anh em mua cái dây mà 20 mà đầu này 20 luôn thì nó 6. Thành ra em phải đặt cái dây riêng. Chạy hai kim anh em nghe. Để em đo cái chiều dọc của nó bao nhiêu. Tính cả càng thì nó tầm khoảng 33. Số 12 con này 1,2 triệu. Con này cũng tương tự nè, con số 10, con này 13 này, con kia là 12. Con này Sima. Cọc số La Mã. Cái mặt nó sớ ngang dọc anh em. Sớ ngang sớ dọc như vậy. Khá là đẹp. Vỏ cũng vỏ lắc kê vàng, còn tầm khoảng 80 đến 85%.
cũng là càng từ gần 20. Để em đo càng cho anh em xem nha. Càng này chắc cũng có tầm gần 20 rồi. Đúng rồi anh em. Càng này càng 20 luôn á. Thành ra là anh em phải, chắc chắn là anh em phải đặt cái dây đầu này 20 và đầu kia là 16. Để cho cái đồng hồ nhìn nó đẹp. Chạy hai kim. Con này có tay luôn em nghe, mới có tay. Cũng là dòng máy nhỏ này anh em. Cũng máy Shima 17 chân kính góc này. Góc này nó 17 chân kính. Máy còn khá mới. Hai con này cái form nó gần giống hệt nhau. Con này thì size của nó là 23. Nhỏ hơn chút xíu nữa. Khá đẹp. Lên tay là tay nam anh em nghe. Chắc chắn là tay nam. 1,2 triệu. Số 14, 7,5 năm. Con này thì con Citizen nè. Citizen có alarm. Mặt số của nó thì có một cái đường viền màu đen khá là hay. Vỏ con này là vỏ màu nâu đất anh em nghe. Dòng này thì có hai ô cốt. Một ô cốt giờ ở đây. Ô cốt này là cốt alarm. Thì anh em vặn cốt này. Rồi. Vặn cái này. Chỉ ghi chỉ sách alarm có nghĩa là anh em chỉnh báo thức. Em vặn cái này. Cái này thì vặn theo một chiều này. Và ngược lại không được. Nó vặn tới đây là nó kêu này. Đó anh em gạt cần lên. Gạt xuống. Đơn giản vậy thôi. Con này số 14, 7,5 năm. 15, một con đồng hồ Christian Dominic của chắc là của Ý này. Con này đóng chỉ là 10 năm pin luôn. À, con em có thay pin thì viên pin lớn lắm, như một cái đồng xu á. À, mặt của nó mặt đến hộp. Chung form này là form Rolex rồi, đúng chính xác rồi. Chạy pin. Size của nó là 36, đúng form Rolex luôn. Cũng là cái dòng mà nắp nút cổ chai. Đó, anh em chỉnh giờ bình thường nghe. Xong xuôi vặn nó cổ chai lại. Và ngược lại thì nó ăn vào. Logo cái một cái vương miện. Chạy máy Nhật anh em. Như thép đúc. Con này em mua tặng để đeo thoải mái lên em. Đơn giản. Em đo cái dây bao nhiêu. Cái dây này nếu anh em mà thiếu dây là mua được nha. Cái dòng này nó nhiều dây linh kiện lắm. Dây cũng còn khá là tương đối rộng. Tầm khoảng 18 năm đổ lại nè, 18 năm. Số 15 con là 7,5 năm. Số 16, một con đồng hồ Orange máy pin. Nó ghi là dòng Swimmer 100m. Vặn 4 vít. Con này góc này mất 1 vít anh em. Nó mất vít góc này. Có hình cá mập ở dưới. Form rất là mỏng anh em. Cũng là phân vuông vuông tầm khoảng 29 nha anh em nghe. Vuông gần 29. Liền dây luôn. Con này là hàng nội địa Nhật. Nó đóng chữ Japan không này. Nếu mà là Japan không là nội địa Nhật. Còn Japan made thì hay là made in Japan thì hàng nó có khả năng là vừa nội địa Nhật vừa xuất khẩu này. Số 16, 6,5 năm. Dây còn khá dài. Dây với lại niềng cũng là đề mi kiểu ngang. Nhưng khá dài nên. Còn tầm khoảng 18 đổ lại. Đó. Số 16, 6,5 năm.
Số 17, một con đồng hồ Bulova chạy máy pin. Con này thì chạy pin Thụy Sĩ anh em. Đó, cái bút khóa này rất là hiếm anh em nghe. Có cái logo Bulova hình với một cái lưỡi lưỡi hái anh em. Đây cũng là form Rolex. Size của nó là 36,2. Tất cả nguyên ring. Chạy máy V8 của Thụy Sĩ. Con này chạy máy Thụy Sĩ anh em nghe. Núm núm ring luôn. Ở sau còn một miếng dán anh em, còn một miếng dán luôn. Chống trầy. Dây thép đúc. Cũng là form Rolex, con này nó tương tự như con số 10, 15 anh em. Dây tầm khoảng 17 đổ lại. 17 đổ lại anh em nghe. Tay 16 năm rồi. Hơi lỏng xíu thôi. Con này số 17 9,5. Hình thức còn đẹp. Số 18 một con đồng hồ Gold. Con này đóng là girly anh em. Chắc cho nữ đây. Con này vỏ vàng hồng. Dành cho nữ mà nữ thích size lớn đó nha. Size này size lớn. Ở sau đóng có hình cánh bướm. Đó. Cái niềng băm rất đẹp nè. Mặt số cũng rất đẹp. Có đóng hai con bướm bên trong nữa. Đóng chữ girl only. Dành cho nữ thôi. Con này size 35. Số 18. 650. À, để đóng vào bao nhiêu. Cái dây nó tầm khoảng 18 đổ lại luôn. Nếu mà chị nào thấy dư quá thì phải cắt đi nha. Size tay 18 đổ lại. Bản vàng hồng cho nữ rất đẹp. Đó, cái kim, thậm chí kim cọc nó còn đánh cái màu, hai màu nữa nè. Đó, hai màu khác nhau nè, khá hay. Cọc số 12, 3, 6, 9, cọc số học trò còn lại thì cọc số đính kỷ niệm viên sòn nhỏ. Tấm tấm đẹp lắm nè. Số 19, một con Seiko Mapping dòng quạt QT. Con này thì nó chạy 3 kim một lịch. Dòng này là dây đúc anh em nghe, một trong những dòng gọi là phổ thông của Nhật á. Anh em nhìn cái đắp đáy là nó cũng biết này. Dòng rất là phổ thông của Nhật. Da băng J. Rất bền chắc. Con này size tới 37 anh em. Dành cho nam. Những anh nam nào mà kiểu như là lớn lớn chút xíu là con này là rất thích hợp nè. Tại vì nó là những dòng cổ điển của Nhật. Thường rất bền anh em. Siêu bền luôn anh em. Những dòng này thì anh em cứ để đi nước, đi mưa ở tầm mức độ vừa phải là được. Số 19 600. Số 20, một con đồng hồ Seiko quạt. Con này là tiếp 2. Cũng một dòng khá nổi tiếng của Nhật. Đó, dây nó cũng tương tự anh em, dây này cũng dây đúc tương tự luôn. Cái khóa này riêng luôn. Nắp đáy cũng đóng chữ sa băng nhưng mà là sa băng A. Cũng là dòng nội địa của Nhật. Con này thì mặt sớ lụa xuống như vậy, sớ dọc như vậy anh em nghe. Những cái đường thẳng song song nhau. Và cái để em coi cái mặt của nó là có lên dầu nhẹ góc này anh em. Nó hơi ngã vàng chút xíu. Rất khó thấy. Size tầm khoảng 35,5 anh em, 35,5, không tính núm. Số 20 cũng 600. Dòng này thì có hai lịch. Hai lịch có cả tiếng Nhật à, mới có tiếng Anh không? Có tiếng Anh và tiếng Nhật anh em nghe. Rất đẹp. Dây tay của nó là tầm khoảng 16 năm. 16 năm anh em thử rồi.
Số 21, con đồng hồ rất độc, con này là diesel. Diesel nhưng mà nó kiểu như là một cái lắc anh em. Em không biết là của nam hay của nữ nữa. Nắp đáy sau thì có đóng có logo đầu đinh. Cái mặt đầu đinh thì của diesel, không không cần phải nói đâu. Cái kiểu như cái này là cái miếng nhựa hay là miếng gì đó này, miếng sứ hay miếng nhựa gì đó. Đó, lên tay là kiểu như vậy. Khả năng của nữ về tay hơi nhỏ. Năng của nữ nè, 16 đổ lại anh em nghe. 16 đổ lại dành cho những chị nữ là thích đồng hồ hầm hố nè. Đeo vào ống thì như vậy. Đó. Rất chuẩn luôn, mặt số đẹp. Không có dấu vết. Dây giờ cũng rất đẹp anh em. Con này đo không biết đo mặt số đâu như thế nào. Mặt số thì chỉ có 20 thôi. Mà càng dây ngoài thì to hơn, tới 24, 24,5. Bút này còn to hơn nữa, tới 24 luôn. Số 21, 4,5 rưỡi. Chạy mới nhặt anh em nghe. Hầu hết cái đồng hồ pin thì nó chạy mới nhặt vào máy thủy thôi. Con này là Mercedes-Benz Classic. Chắc là lấy cảm hứng từ chiếc hãng xe Mercedes anh em. Chạy máy 6 kim của Nhật. Mercedes-Benz này, con này thì có niềng khía anh em nghe, niềng băm. Dây khóa linh kiện. Size 37 vừa vặn lắm anh em. Đồng hồ mà 6 kim á, thì em nghĩ là 37, 38, 39 là vừa rồi. Nó sẽ rất là dễ lên tay so với những anh em mà tay nó tầm khoảng cơ bản á. 18 cũng mang tầm khoảng size đây là đẹp anh em, đừng có ham đồng hồ to quá. To quá thì tay phải to, với lại những cho những anh em thích đồ độc lạ. Full thép inox. Dây khóa linh kiện. Này dây dầu bò máy thủ công rất đẹp. Và khóa linh kiện. Số 322, 750. Con này thì chạy kiểm tra thử cái kim con này nó chạy kim nào là kim chính, hình như kim lớn kim chính anh em. Bấm thì kim này là nó chạy vòng tròn chút xíu nữa nó dừng lại. Số 23, một con đồng hồ Longines máy pin. Con này thì cái sớ của nó là sớ ngang dọc như vậy anh em nghe. Xuống từ đây. Dọc từ đây hình thoi chứ không phải là hình dấu cộng. Núm ring đẹp lắm em, núm đính đá đen. Con này thì cái vỏ này vỏ bọc vàng cũng khá đẹp, dây cũng dây bên Nhật về luôn. Đặc biệt con này về với khóa ring của Longines. In cánh chim á, cái khóa này khóa đầu 14 em. Mua khóa này cũng mất khoảng 600-700 ngàn rồi. Số 23, 1 triệu 6. Con này size khá lớn em nghe, size ngang 31. Nhưng mà rất dài. Dài tới 30 33,7 2. Còn kể cả càng thì tới 38,15. Rất là dài và to. Đó nên thấy không? Lên tay này. Không hề nhỏ. Nhiều anh em đeo cái đồng hồ mà cái càng nó nằm nó tới ngoài cái viền tay luôn, tới đây luôn anh em. Tự nhiên không cân đối anh em nghe. Chung là tùy sở thích mỗi người nhưng mà em thấy không cân đối. Thực sự là như vậy. Thì mình đeo nó sẽ từ đây ra một cầm, có một đoạn nữa như đây. Nó ra mép tay và tay này cũng vậy. Là vừa. Như vậy là vừa này. Đó. Vừa vặn luôn. Để mình biết đó là cái đồng hồ. Sử dụng bộ máy này anh em. Bộ máy V8 switch 7 chân kính. Thậm chí cái máy này bỏ pin còn ngược nữa. Rất hay. Rất cổ. Nắp đáy sau đóng chữ Longines à, góc này chấm chữ Longines này. Dưới này có cánh chim. Rồi đóng thẳng mã số thông số chỗ này. Nó có một cái miếng miếng bảo hành lúc nào đó người ta dán lên đây. Em không gỡ ra làm gì. Còn rất đẹp anh em.
máy hai kim chạy đúng giờ. Cái phone này em nghĩ là cũng là phone mỏng, 100 phone mỏng anh em, tầm khoảng 7,3 ly, số 23, 1,6 triệu. Đặc biệt là khóa ring nha anh em nghe, khóa được khóa ring, khóa hãng Longines. Tới đây là thì đồng hồ nữ rồi anh em, tới đây là chính xác đồng hồ nữ rồi, một con lắc Technot còn khá đẹp, mặt số có lên nhau nhẹ. Kính này là kính kính đá luôn em, kính đá, vỏ lắc kê còn khá đẹp đó, cái vỏ lắc kê vàng anh em thấy không, còn nguyên sớ luôn. Nắp đây nắp núm này, núm có chữ T Technot luôn, Technot chữ T nó khác T-Shot anh em, anh em để chữ T Technot nó khác hoàn toàn với chữ T của T-Shot. Con này xe ngang là 19,79 gần 20 á. Kiểu dạng lắc khá là đẹp, nên có tay tầm khoảng 16 năm đổ lại, tay 16 đổ lại là đẹp luôn anh em. Có cái mắt để anh em lấy, nếu mà tay là chị nào hơi nhỏ thì lấy bớt ra, anh em cứ về cái thể thao cho các chị này. Có cái nút ở đây, anh em cứ đóng ra hoặc là vặn ra nghe, em không biết nút này nút đóng hay nút vặn nè. Số 24, 450. Số 25, 550, một con đồng hồ siêu dáng khá đẹp, hàng chính hãng, Excel. Anh em thấy mặt số nó không? Tuyệt vời luôn. Mặt số của nó là 2 lòng, 3 lòng anh em. Đóng ra bằng góc này. Con này thì chạy bộ kim xanh, hết pin anh em nghe, hết pin em chưa thay kịp. Dây thép đúc, bản này là bản ra băng của Nhật luôn. Đây, để như vậy nên thấy rõ này, CD Watt này, đóng rất nhiều chữ. Tất cả là full thép inox, bản ra băng, dành cho chị nào mà tay tầm khoảng 16 đổ lại nha, 16 đổ lại và mặt số nó còn rất đẹp lắm. Em đâu có size của nó, size nha, 23,7. Dây thép đúc, dòng này thì chắc chắn là nó kiểu như thép đúc dùng rất thoải mái nè, còn nguyên nguyên xi luôn. 25, 5,5 triệu, em sẽ bỏ bên sau con này nha. Số 26, một con đồng hồ Engin, con này dòng Relux, con này đóng chữ là Fine Titanium 9999,5. Con này nó lắc kê platinum anh em nghe, đúng rồi, em đọc nhầm, platinum. Nắp đáy có chữ cái logo của Engin hai chữ tử này, lắc kê platinum này, platic ở đây này, nó kiểu như lắc kê có một cái vỏ platinum khá đẹp. Và platinum thì nó sẽ bóng bãi hơn rất nhiều, kiểu như vàng trắng, nó còn bóng hơn vàng trắng anh em. Còn đến phun sòn luôn, cả dây cả mặt số luôn. Con này là size 26 vuông, dây tay tầm 16 đổ lại đó, nó đến phun luôn, rất là nhiều, khá đẹp anh em. Chung cái dòng này anh em về giữ để đi dự tiệc khá là hay luôn, chạy mới nhặt nấm rinh luôn. Đó, em nhìn xa nhìn gần thì cũng đẹp hết trơn. Số 26, 500. Đo có sai hết chứ. Đo nãy quay mất tiêu rồi. 25,9, 26 anh em nghe. Sai 26. Con này là 27. Rất đặc biệt anh em, một con đồng hồ từ từ để em chỉnh đây. Con này con trai ca, không biết đọc như vậy có đúng hay không. 17 chân kính, có tay anh em nghe, có một hình bông, hình có hoa, có dạ bông lên trên này, cọc số La Mã này, đó gì made in Russia của Nga này. Đặc biệt có bộ dây khá là hay,
Vàng này là vàng hồng chứ không phải là vàng vàng anh em. Màu da nó kiểu như nó trắng một lớp, một cái miếng mang ở trong anh em này. Đó, nhìn dưới là nó có chấm 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 như một miếng mang luôn. Đông Russia dưới chai ca. Rất đẹp anh em. Cái biểu tượng này không biết là cái logo, cái kiểu gì đây, hình như là một cái logo, logo những lâu đài của Nga. Đó, lên gót tay. Anh em về mở xem máy nha, tại vì cái nắp đáy này nó phải là nắp đáy ép, thành ra là em không tiện mở máy. Anh em muốn mở máy thì em sẽ mở ra sau cho anh em xem. Nhiều quay video mà không có thời gian mà ép anh em. Xoay ngang là 20,1, 20,9 nha anh em, tầm 21 á. Đó, cái vỏ ngoài nó băm luôn. Lên tay đẹp lắm anh em. Trời, con đồng hồ của nữ mà nam nhìn cũng thích nữa. Dạng lắc và nó trắng men và nó vẽ hình bông hoa gì hay lắm. Số 27, 6,5. Em đo cái dài bao nhiêu nữa. Cái dài cũng khá là dài anh em. Và khả năng chắc cũng cắt cắt bớt mắt được. Và đây cắt được anh em. Số 28, một con đồng hồ cũng dạng lắc anh em. Maria Claire, con này thì cũng của Nhật nè, 4,5. Con này thì nó demi vàng và vàng hồng, mặt khảm sa cừ khá đẹp. Đó, nó sẽ mặt khảm sa cừ thì anh em, mấy chị mà sưu tầm hiện nay mua những con khảm sa cừ như vậy, tại vì sao biết không, nó ra nắng đẹp lắm. Đó, em từng nhìn thấy những con khảm sa cừ ra nắng cực kỳ đẹp luôn nè. Mặt số khảm sa cừ, con này của Pháp, chạy máy nhặt nó chữ Paris ở đây này, chạy máy nhặt em nghe. Dạng lắc thì con này em nghĩ tầm khoảng 16 đổ lại thôi, có một danh sách ở đây. Hai mốt phẩy 49, tầm 21,5. Đúng, có đính đá màu xanh nhìn rất là bắt mắt anh em. Con này ra ngoài trời khá đẹp đây. Số 28, 4,5. Số 29, một dạng còng máy pin, mặt màu vàng sâm banh, và sâm banh là vàng rượu sâm banh đó nghe. Con này thì nó kiểu như là nó xỏ ở đây nè, rồi nó gài thêm từng nút nè, chặt thì nút đây còn muốn nặng, nút đây thì nó lỏng hơn, ra này nó lỏng hơn xíu nữa. Chạy máy nhặt dạng còng, size 18,5, số 29, 3,5. Tôi làm về hai sợi dây anh em, hai sợi dây, một sợi dây 30 và 31. Sợi 30 thì là sợi inox có vân gỗ cũng khá là hay, ở giữa một sóng ở giữa nè. À, sợi này nó made in Malaysia anh em nghe, của Maruman. Maruman là một hãng dây rất nổi tiếng của Nhật, chuyên sản xuất dây, dây rồi hộp quạt rồi đủ thứ, cả dây chung gì nó cũng sản xuất anh em. Con này là hiện tại là có một cái sợi dây này hiện tại có cái chốt rồi nè, nó tầm 21 đến tầm khoảng 18 nha, 21 tới 18. Này, có chốt sẵn này, cái chốt này á, là chốt của dây này, còn chốt trong đây là cũng của cái dây luôn em, có chốt sẵn hết rồi, 21, 18 đều luôn, để còn đủ dài nguyên ring 200. Sợi dây số 31 cũng 200 anh em, cũng là vân kiểu vân gỗ nhưng mà không có đường kẻ ở giữa. Sợi dây này là của Bambi của Nhật, dòng chung ngang là 21 cũng tới 18, 21 18 anh em nghe, 17 cũng được. Đó, anh em nào mà kiểu như cái dây tay mà ra mồ hôi nhiều á, thì cũng nên
mua dây chun đi cho nó tiện, nhắc là đồng hồ mà đồng hồ cổ dây chun hắt dây chun đẹp lắm, 31.200. Kết thúc video rồi anh em, xin chân thành cảm ơn anh em theo dõi video và hẹn anh em ở video sau. Chúc anh em một ngày mới tốt lành, xin chào.